Dạ con xin mến chào và kính chúc sức khỏe đến toàn thể với cô chú anh chị mình đang xem kênh Bonsai Lộc Tỉnh miền Tây nha. Thì ngày hôm nay con có đến địa điểm rất là quen thuộc ở trên kênh nha quý cô chú anh chị, là vườn của anh Mười Kiển ở Tân Thành, Lê Dung, Đồng Tháp. Thì ngày hôm nay anh Mười cũng có một số cây kiển để giao lưu với cô chú anh chị mình nha. Đặc biệt là nó có một cây tùng rất là to nè quý cô chú, phần sau có một cây khế rất là to rất là đẹp nha. Đa số ngày hôm nay anh Mười cũng có một số cây lớn. Thì để biết thông tin chi tiết thông số rõ ràng từng cây thì con mời quý cô chú anh chị mình gặp anh Mười. Rồi em chào anh Mười ơi. Anh chào em Nhận. Dạ mến chào quý anh chị cô bác gần xa trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay em quay lại kênh Lộc Tỉnh miền Tây, em có đem một số cây kiển bonsai và cây kiển lở về để phục vụ quý anh chị cô bác. Mong quý anh chị cô bác đón nhận. Địa chỉ của em ở Tân Thành, Lê Vung, Đồng Tháp. Số điện thoại 0766920780 cũng là số Zalo của nhà vườn. Hôm nay em vào cây số 1 là cây mai xà, cây mai vàng xù nha anh em. Cây mai vàng xù này rất là dễ thương à. Đây, cục xù rất là to với cô chú. Cây mang mã số 1 nha anh em. Dạ, đường kính tàn của cây này là 1m5 à. 1m5 à. Đường kính tàn là 1m5 à. Dạ, chiều cao của em nó là 2m5 à. Cây nó có cái phần tán dù rất là đẹp với cô chú, đặc biệt là phần trên đầu này nó cũng có xù nha. Trên nguyên cục xù bành kia luôn với cô chú ơi. Dạ, đường kính bầu của em là 65 à. Cái 65 à. Cái gốc nguyên một cục xù chà bá luôn nè quý cô chú. Cây mai vàng xù nha anh em. Hoành thân của em nó, vị trí này của em là 57 hơn nha anh em. Rồi anh đo từ cái mặt bầu lên tới cái đỉnh xù này được cái nó được chiều, cái chiều cao của cục xù được bao nhiêu anh ha? 34 à. Dạ, rồi chiều cao của cục xù là 34 quý cô chú. Dạ. Thoát thân của em nó là 73 nha anh em. Khó khăn là 73. Đây, nguyên cái cũ luôn với cô chú ơi. Xù xì rất là đẹp. Đặc biệt là ở dưới đây một cục xù và ở trên đọt một cục xù nữa nha với cô chú. Cây rất là quái nha anh em. Cốt chi nó tầm này nè anh em. Rất là cốt to. Chi nó như là hai anh em nào chơi cây xù tàn thông vậy thì đáng được sưu tầm nha anh em. Cây rất là mạnh nè. Đây, cục xù chà bá luôn với cô chú ơi. Mai này còn thấy cái lá nó rất là to nè, chắc mai này giống bông nó cũng đẹp nè quý cô chú. Rồi cho em xin giá giao lưu cây mã số 1 luôn ha. Dạ, cái mai vàng mã số 1 này có giá là 9 triệu à, em bao phí ship 200 km à. Dạ rồi, giá là 9 triệu nha anh em. Cây mai vàng xù, những cái điểm xù này ông thợ quay giúp em quay kỹ những điểm xù này cho khách coi giúp em anh. Đây. Nó rất là chỗ này nó cũng đang buông xù ra quý cô chú. Đây nè. Đây nó nu nè. Đây nó lên nguyên một cục nu nha. Rất là đẹp cây với cô chú ơi. Cây này rất đáng để được với cô chú anh chị mình sưu tầm về mình chơi nha. Đây nó lên xù. Nó những điểm xù nó đẹp lắm nha anh em. Cái bông cái cây này cũng năm cánh đẹp lắm. Tàn rất là lớn á. Đây. Cái gốc thì nó xù rất là nhiều. Dạ em xin lặp lại à, cây mai vàng mã số 1 này có giá là 9 triệu à, em bao ship 200 km nha anh em. 200 km à. Tiếp theo đây là một cây mai vàng nữa nha anh em. Mai vàng này bonsai nha anh em. Mã số 2 anh ha. Mã số 2 à. Đây cây mai vàng mã số 2 nha anh em. Dạ, đường kính bầu của em nó là 78 nha anh em. 78 à. Dạ, hoành thân ở vị trí này của em nó là hơn 71 nha anh em. Đây. 72 yếu mà mình tính 71 thôi anh. 71 à. Dạ. Dạ chiều cao của em nó là 62 à. Chiều một, cao 62 nha anh em. Một cây bonsai lùm lực đế đều hết luôn với cô chú ơi. Dạ. Dạ cây mai vàng mã số 2 này có giá là 12 triệu à, em bao phí ship toàn quốc nha anh em. 12 triệu em bao phí ship toàn quốc cho anh em chơi à. Đây, nguyên một vật đế. Cái mặt bên này nó có cái rễ rất là to, nó chịu nè quý cô chú, rất là đẹp nha. Cái mai này thuận lợi cho mấy anh em nào chơi ghép à. À mặt cắt cơ vị trí này có 10 cm nha anh em. Rất là giót cây với cô chú. Cây này nó ngã ngã nhìn giống như một con thú mà nó nằm ngồi, nó ngồi nha anh em. Nhiều con thú thú nó ngồi mà nó chồm tới anh ha. Dạ nó chồm tới ạ. À. Giống như là nó bỏ hai cái chân nè anh em. Rất là khéo cây với cô chú ơi.
bề nào cũng có đế nhiều hết trơn nha anh em. Dạ em xin lập lại, cây mai vàng mã số 2A này có giá là 12 triệu nha anh em. Em bao phí ship toàn quốc cho anh em chơi à. Rồi mình đổi cây luôn ha. Đó. Tiếp rồi. Tục là cây mai vàng mã số 3 nha anh em, vàng xù nha anh em. Cây này cô chú anh chị mình chốt về là mình vô dây mình bẻ mình chơi được rồi biết cô chú. Anh em nào có yêu quý cây mai vàng xù này thì cây này đáng được siêu tầm nha anh em. Cốt cành rất là to. Em bó bầu đi gửi đi nha anh em. Đường kính bầu của em nó là 49. Đường kính bầu của em là 49. Giờ hoành thân của em, hoành thân của em nó là 39. 39 cm nghe nghe cổ eo đó anh ha. Dạ. Rồi mình đo cái đế nổi của nó luôn đi anh ha. Đế nổi của em nó là 100 chẳng à. Chẳng 100 luôn quý cô chú ơi. Rồi chiều cao thắt ngang luôn anh đây. Dạ chiều cao của em nó là 58 à. Dạ tán ngang của em nó là 83. Dạ cây mai vàng mã số 3 này có giá là 6 triệu à. Em bao phí ship toàn quốc cho anh em chơi ạ. À. 6 triệu nha anh em. Em ship cây xong ship chậu nha anh em. Cây này vừa về cho anh em chơi ghép hoặc là không ghép thì cái này là vô dây sửa luôn nha anh em. Rồi anh quay một chồng cho cô chú anh chị mình chốt cây xem rõ cái nước xù của cây nha anh mời. Dạ. Đây. Xù mà còn đế nó biết cô chú ơi. Cái này cô chú anh chị mình vô chậu mình chơi thêm thời gian nữa là nó sung cái cây lên cái bắt đầu nó chảy xù nữa rất là đẹp không biết cô chú. Đây đặc biệt là phần ở trên đọt đây, cây này có thể là cái xù của nó được khoảng chừng 80-90% luôn đó với cô chú. Đây nghe chăng cái chỗ này là với cô chú xù rất là nhiều nha. Đây chắc đáng để được với cô chú anh chị mình siêu tầm về chơi nha. Dạ tiếp theo đây là một cây dạng liên tùng ạ. Cây dạng liên tùng, cây cốt cành xà bá luôn với cô chú ơi. Dạ đường kính toàn của em nó là 1,5 m nha anh em. Chiều cao của em nó trên dưới 1,5 m nha anh em. Đường kính toàn 1,5 m, chiều cao trên dưới 1,5 m à. Dạ hoành thân của em nó là ở vị trí này của em nó là 66 nha anh em. 66 cm. 66 à. Cây dàn chân rất là đều với cô chú. Dạ đường kính bầu của em nó là 77 à. Đường kính bầu của em nó là 77 à. Cây dạng liên tùng mang mã số 4A này có giá là 12 triệu à. Em bao phí ship 200 km nha anh em. Cốt cành tay đùi. Đây đế thì nó đồng đặc hết nha với cô chú anh chị. Đế là nó không chống mặt nào hết nha. Còn cốt và cành đây. Cốt cành nuôi đây. Thôi mình đo thử cốt bột ngay đây giùm em anh mời ha. Cốt một của em nó là 18 cm à. 18 cm. Đây cây cốt sữa nha với cô chú anh chị. Tùng dạng niên. Đây đế là nó không có chống mặt nào hết với cô chú. Cây rất là già cây luôn với cô chú ơi. Cái form của nó đây. Cây này mình rút chậu bó bầu hay là mình xếp luôn chậu luôn anh ha? Rút chậu bó bầu anh. Dạ. Cây này em rút chậu bó bầu nha anh em. Đây với cô chú cái cốt cành, chỗ cành gớt ở đây rất là to với cô chú. Cốt này là cốt nuôi nha. Cốt nuôi, nó còn cái dấu xiết dây nhôm nào với cô chú anh chị. Còn anh em nào ở gần đây em xếp luôn chậu luôn à. Ở xa quá thì em xếp cây không xếp chậu nha anh em. Lý do là cái chậu xi măng nó rất là nặng anh ha. Dạ. Gần gần thì mình ship luôn cái chậu cho cô chú anh chị mình chơi, còn không thì cô chú anh chị mình rút chậu mình lựa cái chậu đẹp hơn mình chơi đưa vô cây này cho nó xứng tầm nha quý cô chú anh chị. Tiếp theo đây là một cây rồi mình vô cây khế mã số 5 luôn ha. Dạ cây khế mã số 5 à. Dạ đường kính tàn của em nó là 110 à. 110 à. Chiều cao của em nó là 102 à. Chiều cao 102 nha anh em.
Đường kính bầu của em nó là 47 à. Hoành thân ở vị trí này của em nó là 44 à. Dạ thoát thân của em nó, thoát thân của em nó ở vị trí này của em nó là 50 nha anh em. 50 à. Dạ cây khế chua này có giá là 3 triệu 500 ngàn, 3 triệu 600 ngàn nha anh em. Em bao phí ship toàn quốc cho anh em chơi à. 3 triệu 600 ngàn à. Dạ tiếp theo đây là một cây nguyệt quế nha anh em, mã số 6, cây đâm chồi sống khỏe hết với cô chú. Dạ đường kính tàn, đường kính tàn của em nó là 108 à, 108 nha anh em. Dạ chiều cao của em nó là 1m, chiều cao của em nó là 1m à. Dạ đường kính bầu của em nó là 50 à. Dạ hoành thân của em nó là ở vị trí này của em nó là 43 nha anh em. Rồi anh đo tổng cái cục đế nổi của nó luôn anh ha. Tổng cục đế nổi của em nó là 98 à. Cây nó có cái phơm tán rất là đẹp luôn quý cô chú ơi. Dạ cây mang mã số 6 này, cây nguyệt quế mang mã số 6 này có giá là 3 triệu 500 ngàn à. Em bao phí ship toàn quốc cho anh em chơi à. 3 triệu 500 ngàn nha anh em. Nhìn chân nó cũng rất là đều quý cô chú. Rồi dạ. Mình vô cây kế tiếp luôn ha. Tiếp theo đây là một cây nguyệt quế mang mã số 7 nha anh em. Nguyệt quế mang mã số 7 à. Đường kính bầu của em nó là 68. Dạ hoành thân của em nó là ở vị trí này của em nó là 55 nha anh em. 55 hơn, em tính 55 dạ. Thôi. Mình trừ hao cho cô chú anh chị mình chốt về đo lại anh ha. Dạ. Rồi chiều cao đi anh. Chiều cao của em nó là 1m4, trên dưới 1m4 nha anh em. Cây này là 1m5. Cây này cô chú anh chị mình chốt về là mình vô dây bẻ được luôn với cô chú. Thì cái em xin chia sẻ thêm cái cây quế này là nó đã đâm chồi sống khỏe nha anh em, cứ yên tâm mà. Cái cây này em bỏ bầu gì là nó sống khỏe nha anh em. Vậy anh em vô chậu là an toàn ạ. À. Cái bầu này là anh Mười có ấm cái chắc chồng vô cho mình rồi. Và hiện tại cây bây giờ nó đâm chồi sống khỏe và nó cũng đã ra rễ hết rồi ha. Dạ, cây này là mấy anh em khỏi sợ mà nó bị sượng mà lúc mà mình lôi lúc mình vô chồng nha anh em. Cái cây này nó đã thuần rồi nha anh em. Cái này anh mình chốt về là chỉ cần mình tỉa nhánh bớt rồi mình vô dây mình bẻ thôi. Còn không anh em cứ cắt phơm tàn rồi gòn đều đều vô là anh em chơi bông thôi. Rồi giá luôn anh ơi. Dạ. Cây số 7A này có giá là 3 triệu 500 ngàn. Em bao phí ship 200 km nha anh em. Dạ rồi những cây này thì bao ship 200 cây số để mình ship xe nha quý cô chú. Mấy cây này ship cót xa nó dễ bị gãy nhánh nha quý cô chú anh chị. Em bao phí ship 200 km nha anh em. Dạ rồi. Tiếp theo đây là một cây nguyệt quế lá sắn bông chùm có hình dáng rất là thấy cưng à. Mang mã số 8 à. Mang mã số 8 này có giá là 3 triệu 500 ngàn nữa nha anh em. Cây này mà đảm bảo sống khỏe nha anh em. Hoành thân ở vị trí này của em nó là 46 à. Dạ rồi. Dạ em đo ở vị trí này của em nó là 54 à. Cây rất là già luôn quý cô chú ơi. Dạ 55, đường kính bầu nó em 55 à. Thoát thân của em nó là 31 à. Dạ chiều cao của em nó là 120 à. 120 nha anh em. Đường kính tàn của em nó là 127 nha anh em. Đường kính tàn 127. Cây nguyệt quế lá trắng bông chùm mang mã số 8 này có giá là 3 triệu 500 ngàn nha anh em. Dạ em bao phí ship 200 km nha em ơi. 200 km à. Cây rồi đảm bảo sống khỏe à. Mình đổi cây luôn anh ha. Dạ. Rồi vô mã số tiếp theo luôn anh mời ơi. Mã số tiếp theo là mang một cây mã số 9 nha anh em. Cây mã số 9, cây nguyệt quế à. Một cây nguyệt quế tàn với cô chú ơi. Hoành thân của em nó vị trí này là 49 nha anh em. Dạ rồi. 49 à. Mình đo cái hoành củ đế đặt của nó luôn đi anh. Củ đế đặt của em nó là 79 à.
Rồi, cây này hai đường chơi luôn quý cô chú, mình muốn chơi tàn cũng được, mà mình muốn cắt cây con bonsai cũng rất là đẹp. Thoát thân của em nó là 38 ạ. Tài cành rất là già quý cô chú. Và đường kính tàn của em nó là 2m2 ạ. Đường kính tàn 2m2 nha nè. Dạ rồi. Dạ chiều cao của em nó là 2m2 ạ. Rồi, tán 2m2, cao 2m2 luôn quý cô chú. Cây thì củ đế nó rất là đều luôn. Đây. Nó đóng mì ghen như một con thú mái đầu luôn quý cô chú. Cây này cô chú anh chị mình cắt làm cây phôi nó cũng rất là đẹp, hoặc là mình che tàn thì có tàn sẵn mình che bông luôn nha. Đây. Anh sẵn anh đo cái chậu này thứ cây nó lọt lòng bao nhiêu anh ha, ví dụ như cô chú anh chị mình có chốt giờ mình vô chậu luôn anh ơi. Lọt lòng chậu này là 80 à. Dạ, lọt lòng chậu 80 quý cô chú ơi. Đường kính bầu của em nó là 80 nha anh em. Cây rất là già cây. Những cái cây già gì rất đáng để được quý cô chú anh chị mình siêu tầm những cây già gì về mình chơi nha quý cô chú. Cây có hình dáng rất đẹp nha anh em. Như một con thú mái đầu luôn anh ha. Dạ. Đây, chừng đế có đầy đủ hết luôn quý cô chú ơi. Cái bầu này thì mình cũng ấm chắc chồng vô luôn anh ha. Ấm chắc chồng nó sống khỏe anh ha. Cây này là sống khỏe à. Rồi cho em xin giá giao lưu cây mã số 9 này luôn anh ơi. Dạ, cây nguyệt quế mã số 9 này có giá là 4 triệu à. Em bao phí ship 200 km nha nè. Dạ, rồi mình đổi cây luôn anh ha. Dạ. Rồi mình vô mã số tiếp theo luôn anh mời em. Mã số tiếp theo là một cây nguyệt quế tàn nha anh em. Cây này tàn cứng đứng luôn với cô chú. Bông rất là rực rỡ. Đây. Dạ, hoành gốc ở vị trí này của em nó là ngược thước rồi anh đây. Hoành gốc của em nó là 95 ạ. À. Ê, bên này anh đây. Ủa, 55 ạ. 55 hả? 55. Đầu thoát thân luôn đi anh. Thoát thân của em nó là 28 ạ. À. Dạ em xin chia sẻ thêm ạ, cái quế tàn này nó có đường lúa gì nha anh em? Có đường lúa vậy ạ. Nhưng mà cây nó vẫn sống khỏe anh ha. Cây sống khỏe. Cái phần ở dưới đây là nó vẫn sống khỏe nè biết cô chú, đây thịt tươi nha. Dạ. Đây phần này tươi nó chỉ bị lúa từ đây tới đây thôi. Dạ. Những cái mép hai bên đây thì nó vẫn còn sống đàng hoàng. Cái nhựa này nó đang kéo vô nè biết cô chú. Kéo vô rất là mạnh nha. Cho nên cô chú anh chị mình cứ việc yên tâm, cây sống khỏe 100% nha. Cốt cành rất là già. Đâu anh đo thử cái đoạn thoát thân luôn anh ha, từ mặt bầu lên chỗ cái phơm ra tán dù anh ha. Dạ, thoát thân của em nó là 30 à. Dạ rồi. Đây cái cây phơm tàn rất là đều quý cô chú ơi. Đó, cái phơm ở trên là nó rất là đông đặc luôn. Như tán ngang của em nó là 3m à. Chiều cao tán. Thoát có trống. Tán ngang 3m nha nè. Nhiều. Chiều cao của em nó là 2m rưỡi nha anh em. Rồi, cao là 2m rưỡi với cô chú. Cây phơm tàn rất là đẹp luôn với cô chú ơi. Mà giá thì nó cũng vừa tầm chơi thôi nha với cô chú anh chị. Dạ, cái cây mang mã số 10A này là cây nguyệt quế lá trắng bông chùm này có giá là 3.900.000, em bao phí ship 200 km nha anh em. 3.900.000. Phơm tàn cứng đứng hết, để con đi một vòng đế cái nó cho cô chú anh chị mình xem rõ ràng rồi mình chốt cây ha biết cô chú. Đây, chừng đế kệ đế rất là to luôn quý cô chú ơi. Cây ngầu. Giá là 3.900.000 anh ha. Dạ, 3.900.000 ạ. Dạ, rồi. Mình qua cây, rồi mã số tiếp theo lên mời ơi. Dạ, mã số tiếp theo là một cây cây mận bonsai nha anh em. Mận bonsai giống mận này cũng là xưa nha anh em. Mận xưa quý cô chú ơi. Dạ. Nè. Dạ, chân rất là đều quý cô chú. Dạ, hoành gốc nó em ở vị trí này của em nó là trên 1m rưỡi nha anh em.
Đây, hết thước mà còn hết dư thước còn dư miếng nữa đó. Cả như mét rưỡi anh em ơi. Rồi. Cái bệ của nó chắc có thể tầm khoảng 2 mét luôn đó quý cô chú. Độ thoát thân của em nó là 50 nha anh em. Dạ, đường kính tàn của em nó là 1 mét rưỡi nha anh em. Chiều cao. Chiều cao 1 mét 6 anh em ơi. Rất là to luôn quý cô chú ơi. Dạ. Đặc biệt là dàn chân nó không chống mặt nào hết nha. Rất là đều, rất là đẹp luôn quý cô chú anh chị. Cái cây mận dáng bonsai này phù hợp cho anh em về ghép vô mận Hoàng Yến nha anh em. Dạ, cây mận em lặp lại à, cây mận mang mã số 11 này có giá là 8 triệu à, em bao phí ship 200 km nha anh em. 8 triệu nha anh em. Cây mận này rất là liền lạc nha anh em. Thì cây mận này thích hợp cho anh em về anh em nào thích chơi nguyên thủy thì để cắt rút lại chơi nguyên thủy, còn anh em nào thích chơi ghép thì ghép nên ghép mận Hoàng Yến vô cho nó đẹp nha anh em. Giá là 8 triệu anh ha. Dạ, 8 triệu em bao phí ship 200 km ạ. À. Dạ, rồi mình vô cây kế tiếp luôn ha. Dạ, tiếp theo. Mã số tiếp theo luôn anh 10 ơi. Mã số tiếp theo là mã số 12A nha anh em, 12A. Một cây ngâu một cây ngâu xù nha anh em. Một cây ngâu xù rất là duyên dáng à. Đặc biệt thì là cây nó đang cho bông vô với cô chú chút xíu, còn sẽ quay gần đường, chú, đường, chú, đường kính bầu của em nó là 1 mét nha anh em. Dạ, đường kính bầu là 1 mét. Là chiều cao. Chiều cao nhiêu em? Dạ, chiều cao 1 mét 9 à. Phơm kiện cổ rất là đẹp luôn quý cô chú. Ngang 1 mét 4 à. Hoành thân của em nó là 30 à. Rồi anh đo nguyên cái củ chùm luôn, cái cục xù của cây luôn anh. Cục xù xù này là 113 nha anh em. Dạ rồi. 113. Cây này cô chú anh chị mình chốt về mà mình rút sậu mình khai thác đế ra thêm một cái dữ lắm nha quý cô chú. Ở đây là nguyên một cái cục xù đây. Còn cái đây là nó đang lên đó nè quý cô chú. Nó đang lên mới nữa nè nha. Cái này cô chú anh chị mình chốt về mình nuôi nó bung xù ra thêm rất là đẹp. Cái bông nó cũng rất là đẹp luôn quý cô chú. Bông trái nó dễ thương lắm nha anh em. Cái mặt bông này quý cô chú. Dạ, bông xin lặp lại à. Cây ngâu mang mã số 12A này có giá là 6.500.000 em bao phí ship 200 km à. Cái cục xù nó nằm ngay chân cái mặt tiền rất là đẹp quý cô chú. Cái bông rất là đẹp nha anh em. Cây bông này anh thì anh làm theo cái lối cây kiển cổ nha quý cô chú anh chị. Để con đi một vòng cục đế cái nha. Cây này đặc biệt có một cái là cái đế nó xù nha anh em. Đây. Mình mặt tiền mặt hậu gì nó cũng lên xù đều hết anh ha. Dạ. Đều hết à. Cây này em không có khai thác đế thêm nữa nha anh em. Cái này là em mua làm sao thì em để vậy nha anh em. Nó đưa lên cái độ cổ kỳ mỹ của cái cây quý cô chú. Anh đo thử giùm em cái tay cành số 1 này luôn anh 10. Đây tay cành nuôi nha quý cô chú anh chị, nuôi từ nhỏ tới lớn nha. Dạ, tay cành số 1 của em nó là 14 cm à. Rất là to quý cô chú. 14 cm nha anh em. Một cây ngâu kiển cổ với cô chú ơi, dáng dị diện nha. Dạ, 6.500.000 à, bao phí ship 200 km nha anh em. Rất là già cây, bông xâm xê luôn quý cô chú. Cái màu bông thì nhìn không chê vào đâu được hết nha. Rồi, giá là 6.500.000 anh ha. Dạ. Cây này là em ship cây không ship chậu nha anh em. Thì chừng nào anh em có gần ở đây thì em sẽ ship luôn chậu à. Tại vì cái cây này mà đi xa mà có đem chậu theo thì nó không tiện à. Dạ, rồi mình vô cây kế tiếp luôn anh đây. Dạ, tiếp theo là một cây sọp đọt đỏ nha anh em. Còn cây ở ngoài, đọt còn, đỏ. Còn mấy anh mà miền Bắc là kêu là cây túc đọt đỏ nha quý cô chú dạ. Chị. Nó có hai cái tên để kêu. Dạ, ngoài miền Bắc thì mình gọi là cây túc à. Trong miền Nam thì mình gọi là cây sọp đọt nó đỏ nha anh em. Cây rất là to quý cô chú. Dạ, chiều cao của em nó là 93. Dạ, rồi. Đường kính bầu của em là 60 à. Hoành gốc của em nó là trên dưới 1 mét rưỡi nha anh em. 1 mét rưỡi, 1 mét rưỡi nó còn dư ra nữa nè quý cô chú, có thể là nó trên 1 mét rưỡi nha. Không tới em ơi. Khoảng 1 mét 138 nha anh em. Dạ rồi. Cây này có cành nó có sẵn hết quý cô chú. Mình chốt vậy dạ. Là mình làm cái form rất là mau chơi nha. Dạ, cây mang mã số 13 này có giá là 1.500.000 à, em bao phí ship toàn quốc cho anh em chơi à. Dạ rồi. Dạ, tiếp theo đây là một cây cây gì ta? Cây này cây sọp à. Một cây sọp khủng với cô chú ơi. Cây sọp đọt đỏ nha anh em. Cái này kêu là một cụ sọp luôn rồi chứ không có còn gọi là một cây nữa với cô chú ơi. Cụ dạ. Sọp rất là khủng nha. Lấy cái thước qua đo trước rồi tăng.
Để anh Mười anh đo xong rồi con sẽ đi một vòng tôi với cô chú anh chị mình xem cái dàn bệ của nó. Chị đo trước chưa? Dạ, đường kính bầu của em đó 1m9 nha anh em. Dạ rồi. Chiều cao. Hả? Chiều cao 1m8 à? Dạ rồi, mình đo cái hoành cổ eo trước đi anh ha. Dạ. Hoành cổ eo là 3m1 còn dư anh em. Xuống xíu. Xuống chút nữa. Dạ, hoành này ở vị trí này của em nó là 4m nha anh em. Xuống nữa có thể nó còn hơn nhiều lắm anh ha. Hơn nhiều lắm, cái cây này nó hơn nhiều lắm thì khoảng 3m mấy 4m à. Thì mình nếu như mà mình tính cái đường kính mặt bầu rồi mình nhân lại cho 3 nha quý cô chú. Dạ. Mình nhân cho 3 nó sẽ ra tổng cái đường kính mặt bầu hết lớp của nó nha. 2m. Dạ. Đường kính bầu của em nó là 2m à. 2m vậy là tổng cái nồi đế là nó khoảng 4m nha quý cô chú. Cái này là con bao hàng biết cô chú anh chị mình lấy dít ta kè mình thọ không xuống luôn nha quý cô chú. Đây cái bệ nó đặt điều gan gì hết nè quý cô chú. Đặc biệt là cái mặt sau của nó đây, cái cây hoành 2m mà những cái mặt hẹo này thì tính ra chung bi ra thì nó cũng không có to nha quý cô chú anh chị. Tại vì nó được cái nó nhiều thuộc nó ra cái phơm tán này là mình chốt và mình làm rất là mau chơi. Đây. Cái bệ nó đông đặc hết quý cô chú ơi. Cái mặt bên mặt hậu thì mình còn thấy thẹo nha, còn nếu như mà đi qua bên mặt tiền là mình thấy thẹo rất là ít. Cái thẹo rất là ít luôn với cô chú ơi. Đây. Tại vì cũng như là anh Mười anh cắt theo cái kiểu mà giấu thẹo đó, mình chốt giờ mình chơi nó rất là đẹp nha. Rất là khủng luôn với cô chú ơi. Rồi cho em xin giá giao lưu luôn anh ơi. Dạ, cái cây mang mã số 10 13A này có giá là 20 triệu ạ, à. Em bao phí ship 200 km nha anh em. Dạ, rồi. 20 triệu em bao phí ship 200 km ạ. À. Cây này là đi bằng xe cẩu luôn với cô chú ơi, chứ không có tay chân nào mà làm nổi hết với cô chú ơi. Rất là khủng, hoành đế nó tới 6m lận. Cây đảm bảo sống khỏe nha anh em. Đây những cây rễ mền nó ra rất là mới luôn nè quý cô chú, rễ trong thân nó ra luôn đây. Đây. Mới ao hết nha quý cô chú. Ra nó mới ao hết rồi nè anh em. Rất là ok. Rồi, giá là 20 triệu anh ha. 20 triệu à, em bao phí ship 200 km à. Dạ, rồi mình vô cây kế tiếp luôn anh đây. Dạ. Tiếp theo là một cây nguyệt quế lá trắng bông chùm, cây rất đẹp nha anh em. Phơm tàn đều hết với cô chú ơi. Dạ. Lý do là những cây lớn này cái phạm vi nó hơi hẹp chứ cái cây quá to anh Mười không có đưa lên bàn xây được nha quý cô chú. Dạ. Nếu mà mình xem không rõ có thể mình liên hệ số điện thoại của anh Mười ở trên tiêu đề của clip nha. Để mình sẽ xem cây rõ ràng hơn. Đây phơm của nó đây. Đường kính bầu của em là 74 nha anh em. Đường kính bầu của em nó là 74-75 à. Dạ, hoành cũ ở vị trí này của em nó là 63 nha anh em. Dạ rồi. Dạ, hoành đế nổi của em nó là 121 nha anh em. Dạ. Hoành đế nổi 121. Dạ, độ thoát thân của em nó là 25 à. Độ thoát thân 25 à. Cây này mình cắt dán bonsai được nha anh em. Cây này có đường cắt rất là đẹp luôn. Cây này cắt cây cây trực vai rất là thấy thương à. Cái cây này phù hợp cho anh em chơi cây cắt kiển, cây trực lắc cành phóng nha anh em. Rất là đẹp luôn quý cô chú ơi, liền lạc nó giót như búp măng luôn quý cô chú. Tán ngang của cây này là 3m3 nha anh em, chiều cao. Chiều cao của em nó là 2m6 à. Tán ngang 3m3, chiều cao 2m6 à. Rồi cho em xin giá giao lưu luôn anh ơi. Dạ, cây nguyệt quế lá trắng bông chùm này có giá là 8 triệu à, em bao phí ship 200 km à. Dạ rồi, mình đổi cây luôn anh ha. Dạ dạ. Rồi tiếp theo lên mời ơi. Dạ, tiếp theo đây là một cây khế ngọt nha anh em, mà rất là già dặn anh em ơi. Cây cũng đã được nuôi phơm tàn ấm bệnh hết rồi anh ha. Rồi chưa. Chiều cao của em nó là đường kính bầu của em nó là cây nó nằm à. Dạ, nằm đọt lòng chậu 1m2 anh ha. Dạ. Chiều cao 1m6 ạ. Dạ rồi, tán ngang luôn đi anh. Tán ngang luôn ạ. À.
chị tán ngang 1m7 à? Dạ rồi, hoành luôn đi anh. Hoành luôn, đừng hoành 1m2 à? Đây, cây rất là già luôn với cô chú. Cốt cành nó cũng to hết, nó cũng to hết thì với cô chú nó cũng đều đều rất là to nha. Củ đế rất đẹp nha anh em. Củ đế thì không chê được nhé qua nhau với cô chú anh chị. Còn mặt thẹo đầu thì nó kéo cũng rất là mạnh với cô chú ơi. Này mặt thẹo đầu thì nó có nhiều cái đường mà nó dễ lành lắm, nó mang chi hết trơn nha anh em. Kiểu như những cái đầu hẹo nó có đóng cho cốt chi hết rồi với cô chú, nó rất là mau lành nha. Còn dàn chân đây. Dẹt chân quay rất là đẹp, rất là đã. Dẹt anh ấy anh quay tới đâu mình dẹt cái nhánh dưới góc cho anh quay. Đây. Cái mặt đế nguyên cái bảng đế chà bá luôn, nó đóng theo cái dây đế luôn nha với cô chú anh chị. Đây. Dạ em xin lặp lại à, cái cây khế ngọt này là giá của em nó là 18 triệu à, em bao phí ship 200 km nha anh em. Ship cây không ship chậu nha anh em. Dạ, nếu mà gần đây thì em ship luôn cái chậu luôn à. 18 triệu ghi vô. Còn ở xa thì mình ship cây mình rút chậu anh ha. Dạ em bao phí ship 200 km nha anh em. Dạ rồi, cây này cũng là cây cuối cùng của clip mình luôn anh. Dạ, ha. Cuối cùng của em à. Cây này là cây đặc biệt, cái cây này là cây khế ngọt nha anh em. Dạ, khế ngọt nha. Dạ, với cô chú. Cây này là cây cuối clip của nhà vườn Mười Kiển. Nhà vườn Mười Kiển xin chân thành cảm ơn quý anh chị cô bác vừa qua đã ủng hộ kênh và ủng hộ nhà vườn ạ. Em xin cảm ơn em nhận ạ. Với mấy anh em của em ạ. Em hết ạ. Trái nó nghe anh em. Đây. Trái chín rất là đẹp, ăn khế trái vàng luôn nha quý cô chú. Còn trái nhỏ nhỏ nó trái như thế này thì nó mang trái, nó trái sẵn gì nè anh em. Đây. Đây. Nó đang mang trái sẵn luôn cô chú anh chị, mình chốt giờ mình chơi vừa chơi cây kiển mà vừa có trái mình đăng lai gai luôn anh ha. Trái nó còn nhiều lắm nha anh em. Dạ. Tại em kiểu như cái form tàn nó lấp quá cho nên là mình không có nhìn rõ được cái những cái dàn trái hết anh ha. Dạ. Cây này thì, trái rất là sai ạ. Đây. Rồi, cuối clip con cũng xin kính chào và hẹn gặp lại với cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo luôn nha.